Hồi ký người lính trên chiến trường Campuchia, đó là những ký ức bi hùng đã in đậm vào tâm trí của người lính trên chiến trường Campuchia. Chúng tôi phải đánh đổi bằng xương máu và tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời để bảo vệ biên giới Tây Nam và cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương 5, phần 2 ký ức của một người lính trinh sát sư 307 của tác giả Võ Văn Hà. Khi C1 tiếp cận khu vực của C2, thì hỏa lực của ta bắt đầu chi viện về phía trước. Tôi luồn qua các khu bụi rậm, đưa anh em bị thương về nơi an toàn. Hai khẩu 12 ly 7 và một khẩu DKZ của C4 đặt ngay trên mặt đường, bắn thẳng hướng trục đường. Từ phía sau, cối 120 của C13 E95 cũng đã bắn chặn hai bên đường và phía trước. Lúc này cả trận địa khói bụi mịt mùng. Vị trí của C2 có phần dịu đi khi 12 ly 7 của ta bắn quét vào phía trong. Chúng quay sang tấn công hỏa lực ta trên trục đường. Có hai anh em 12 ly 7 hy sinh. C1 bằng mọi giá chiếm lĩnh hai bên vệ đường nhằm bảo vệ thương binh và liệt sĩ của ta cũng như tấn công địch. Nhiều tên địch không hiểu sao vẫn ngoan cố tràn ra mặt lộ và một mất một còn với ta, và hầu như bị 12 ly 7 của ta quét gọn. Xác định nằm bên vệ đường chỉ cách khẩu đội 12 ly 7 chưa đầy 10 mét. Phía trong sâu hai bên đường, súng nổ quyết liệt. Hỏa lực của hai bên giằng co nhau. Cối 82 của địch vẫn còn rơi phía trước. Phía bên phải đường lúc này hầu như không ngớt tiếng súng và phần nào chuyển hướng vào bên trong. Một số anh em C3D1 chi viện cũng đã tràn ra đường truy quét những tên còn bám trụ dọc đường. Toàn bộ C1 và C3 của D1 bám giữ mặt đường, bảo vệ và giải quyết công tác thương binh tử sĩ dưới làn đạn pháo của địch. Tôi cùng B2 của C3 bám theo đường, tiếp cận với vị trí súng nổ đầu tiên. Cùng với 1B của anh siêu C1, địch vẫn còn một ít khu này, bắn trả về phía sau, và bằng hai mũi ta đánh chúng bỏ chạy. Hình như lúc này địch dồn lực lượng chống đỡ phía bên trong. 4 liệt sĩ trinh sát của ta nằm trên mặt đường. Anh em hầu hết bị 12 ly 7. Trong đó có người đồng hương của tôi là trinh sát D1. Một làn đạn 12 ly 7 quét ngang qua mặt đường khi chúng tôi nhào ra đưa anh em vào phía bên trong. Đạn cay trên mặt đường rất gần. Chúng vẫn bắn rát vào đội hình ta. Phía bên trái đường tôi thấy anh siêu đang nhấp nha nhấp nhòm, bảo chúng tôi bám trụ lại, đừng tiến lên. Anh bám vào thân cây, chỉ cho một chiến sĩ bắn về phía trước. Hai quả B được bắn đi và toàn bộ nổ trên cây. Sau này mới biết C1 phát hiện khẩu 12 ly 7 của địch đặt trên một cây bằng lăng khá to, bắn xuống đội hình ta. Chúng tôi cùng chiều nên không phát hiện. Thêm khẩu 12 ly 7 vận động lên, chiếm giữ mặt đường và bắn sát mặt lộ về phía trước. Hai quả B chưa tiêu diệt được khẩu 12 ly 7 trên cây của địch. Anh siêu nhào ra đường, chỉ mục tiêu cho anh em 12 ly 7 bắn. Một thằng bốt bị treo trên cành bằng lăng, đầu chúi xuống đất và bị anh em ta tiêu diệt. Thực ra nó bị thương do B của C1 bị xích vào khẩu 12 ly 7 nên không rớt xuống được. Sau trận đánh, ta leo lên và thu khẩu súng. Có hai tên nữa chết úp mặt trên giá súng. Trận địa phía trong vẫn vang tiếng súng khốc liệt. Các loại cối 82, 120, 12 ly 7 và DKZ của ta bắn liên tục về hướng. Quan sát C1 và C3, tôi biết 2C đang hỗ trợ bám giữ mặt đường. Những xoay chuyển tình thế nhanh quá, tôi không kịp phán đoán ra tình huống. Tôi cố bám theo anh Thành C trường C3 và được biết phía trong bên phải của đường, D3 đang đánh mạnh và E đang lệnh cho các đơn vị kiên quyết bám mặt đường, đón chặn đường rút của địch.
tiếng súng bên phải đường càng lúc càng gần, và anh em C3 vận động lên phía trên, qua khu vực các liệt sĩ trinh sát của ta. Tiếng súng vẫn nổ rộ và càng lúc càng khốc liệt. Địch vừa bắn vừa rút ra đường, với một lực lượng khá đông, ước chừng 4-50 tên. Hỏa lực chúng khá mạnh, toàn là B và AT, gây khó khăn cho anh em C1. Vì bị khuất tầm quan sát, bên này đường, C3 tung hết lực lượng và hỏa lực. Những tên địch hung hăng, ngoan cố, dần dần bị tiêu diệt. Ngay trên mặt đường giữa trưa nắng lửa, cuộc chiến giằng co trên mặt đường quyết liệt. Chúng tháo chạy bất kể hướng nào mà chúng có thể chạy được. Khẩu 12-7 của C4-Z1 đặt trên đường bắn không tiếc đạn. Vòng vây khép lại, ta làm chủ trận địa. Trận chiến kéo dài hơn một giờ, để lại nhiều suy nghĩ. Nhìn những anh em trinh sát ngã xuống ở những loạt đạn đầu tiên của địch, anh em C2 bị chúng đánh áp đảo trong khoảng 5 phút đầu, gây nhiều thương vong. Ban chỉ huy C chỉ còn lại duy nhất một người. Địch nhào ra đường, khẩu AK bắn gấp trên tay, không thể làm gì được với hỏa lực của địch, bắn cày nát trên mặt đường. Lần đầu tiên trong đời lính, bắn một trận gần hết hai cơ số đạn, không cần phải nghe kể, thấy người bị xích chung với súng, cảnh chạy thoát thân của địch bằng mọi giá. Sau trận đánh này, đội hình E95 được lệnh dừng lại. Tại trận địa lúc này, ta đang giải quyết công tác thương binh tử sĩ. Toàn bộ thương binh được chuyển ngay về bờ sông Mekong. Và từ đây, trực thăng cứu thương sẽ chuyển về tuyến sau. Anh em liệt sĩ cũng được trực thăng đưa về Đức Cơ. Chuyến bay cuối cùng rời bờ sông vào chiều tối. Khi đuôi máy bay nhấc lên và máy bay từ từ rời khỏi mặt đất, nước mắt tôi tự nhiên tuôn trào. Trên chuyến bay này, tôi đã mất rất nhiều anh em thân thiết, trinh sát của Z1, của E95 và cả của trinh sát F. Toàn đội hình trinh sát hy sinh 8. Hình ảnh anh em trong suốt chặng đường chiến dịch lại hiện về trong ký ức. Những người con của miền Trung nắng gió, của đất Hà Thành nghìn năm văn hiến, đã rời khỏi cuộc chiến, trở về với lòng đất mẹ Việt Nam. Trong buổi chiều tà miền Tây Campuchia, chiếc máy bay nhỏ dần sau màn sương và mất hút trong màu vàng của dáng chiều. Qua khai thác tên thương binh địch, chúng ta được biết một lực lượng khoảng 400 tên với đầy đủ vũ khí đã chặn đánh ta trên đường 126 và có lẽ sẽ còn nhiều trận đánh ở phía trước. Những nhóm địch tan rã đã tụ tập về đây và đang củng cố để đánh lại ta. Biết được ý đồ và quân số của địch, sở chỉ huy F-307 cho dừng đội hình và chờ các đơn vị trợ chiến như tăng, pháo vượt sông chi viện mới hành quân tiếp. Đại đội 2 Z1 sau trận đánh chỉ còn khoảng 10 người, cần được củng cố tinh thần nên được rút về bộ phận Dê Bộ. Và mãi đến tháng 7 năm 1979 có đợt bổ sung tân binh vùng Ninh Hòa, Cam Ranh của Khánh Hòa, cũng như số anh em bị thương trở về, tăng cường cán bộ cấp B, C, đơn vị mới trở về vị trí của mình là phòng ngự trong đội hình Z1, trấn giữ dưới chân cao điểm 606. Chùa Fravihia, trọng điểm của trận đánh là đội hình Z1, nhưng tâm điểm là toàn bộ đội hình C2 và nhóm trinh sát. Khi trận đánh bắt đầu, Z2 và Z3 chưa có lệnh cơ động, và chỉ sau khoảng 5 phút, do hỏa lực và xung lực của địch quá mạnh, Z2, Z3 mới được tung vào cuộc. Khi trận đánh tới hồi căng thẳng, sở chỉ huy sư đoàn tiếp tục tăng viện đơn vị đặc công đang ở phía sau, đánh vòng sâu phía sau lưng địch. Do quá bất ngờ nên địch bị thiệt hại nặng ở hướng này. Đặc công ta đánh tan các khẩu đội hỏa lực của địch. Quân phía trước của địch không được chi viện, nên địch bị nao núng và cố tràn qua đường để thoát. Anh em có kể là khi tiếp cận với khu vực của địch, chúng rất đông,
cả khu rừng gần như toàn là màu đen. Anh em thu hơn 50 súng và giao lại cho E95. Ngoài mặt đường, địch bỏ lại 36 tên. Địch cũng bị nhiều ở trận địa C2. Hầu hết bị đạn 12 ly 7 của C4 Z1. Chúng trang bị rất ít AK, cơ bản là B40 và AT. Đêm ấy cũng một đêm trăng đẹp, cùng bố trí chung với anh em đặc công, chấn giữ hướng đầu đường đi vì thị trấn Chehep. Tôi không tài nào ngủ được, lúc nào nhắm mắt lại cũng thấy anh em, những đồng đội nằm lại trên con đường 126 miền Tây Campuchia. Trinh sát chúng tôi biết rất ít về lực lượng thương vong của ta, chỉ biết ở đơn vị mình đi phối thuộc, chứ các đơn vị khác thì không thể biết được. C2Z1 hy sinh 32, còn lại bị thương. Trinh sát hy sinh 8, bị thương 4. C1 chỉ thấy 2 ở khẩu đội 12 ly 7. C3 và C1 không rõ. D2, D3 cũng không rõ. Đặc công hy sinh 3, bị thương không rõ. Một đêm vắng lặng trên con đường 126. Trăng vẫn sáng trên những ngọn cây khổ. Nằm dưới hố cá nhân mới đào khi chiều, nhìn vầng trăng. Trăng đêm nay hình như cũng buồn. Những lá khộp cuối cùng rơi lác đác, lá đã lìa cành. Mấy anh em đặc công cũng tốt bụng thật. Đêm nay họ không cho anh em trinh sát gác, vì họ cũng thông cảm cho nỗi buồn còn ẩn uất trong lòng. Qua một ngày quần quật với giặc, mất đi những người anh em, mà mới đây bên bờ sông Sreport vẫn còn chung nhau một điếu thuốc, một chuyến đò ngang vượt dòng sông. Sáng nay, nhóm trinh sát xuất phát với 7 gương mặt còn lộ rõ niềm vui. Giờ đây chỉ còn 5. 8 anh em đêm nay nằm một mình lạnh lẽo ở Đức Cơ, không có hơi của đồng đội, trong những tấm ni lông dày màu trắng đục. Giữa nghĩa trang còn bụi mù đất đỏ. Và có thể đêm nay hay ngày mai, các anh em vĩnh viễn nằm dưới lòng đất mẹ, những hình hài không còn hiện hữu trên cõi đời này. Tội nghiệp anh Tâm già, Đan Phượng, Hà Nội, nhận thư con gái viết những nét đầu tiên bằng cây bút máy Hồng Hà bố mua cho trong dịp cùng với mẹ vào thăm bố nơi huấn luyện. Những nét chữ ấy ngày mai, ngày kia, em sẽ viết cho ai? Anh chưa kịp hồi âm cho con vì còn đang trên đường chiến dịch. Anh Chín, trinh sát Z1 ở Cam Tâm, ở Cam Tân, Cam Ranh, bị người yêu giận mấy hôm, chưa kịp làm lành. Ngày ra đi, cô nàng cố chấp không ra bến xe đưa tiễn. Nhưng khi rời xe khỏi ủy ban xã, chỉ nhìn thấy cô nàng hốt hoảng, nhìn nghiêng, nhìn ngửa tìm anh. Nước mắt lưng tròng, bàn tay chối với vẫy vào không gian. Nhưng còn kịp đâu, và mãi mãi không bao giờ kịp nữa rồi. 4 anh em khác đêm nay không biết ở viện Pleiku hay 17 Đà Nẵng, vết thương tấy lên nhức nhối. Có ai an ủi động viên không? Cầu trời cho các anh gặp người con thương, để anh em được an ủi phần nào, khi biết rằng các anh là những người cùng chiến hào với con. Thương cho anh Hùng khi tỉnh dậy biết mình đã mất một chân, sau này có còn được đi cùng người yêu bách bộ dọc biển Trần Phú, Nha Trang dưới những đêm trăng và sóng lặng hay không. Em cùng mẹ anh đi gánh nước trên đồng, giữa đường gặp anh Giao Liên đưa thư của xã. Anh đưa cho em một lá thư và mẹ anh một lá của anh gửi về. Lá thư có lẽ anh viết trong một hoàn cảnh quá thiếu thốn. Phong bì và lá thư là một mảnh giấy láng. Trên mặt là những dòng chữ bằng tiếng ngoại quốc, vỏ của lon thịt gà Hà Lan loại 1,3 kg. Em nhìn những nét chữ thiên thần của anh mà chạnh lòng. Mẹ anh ngồi xuống bên vệ đường, bảo em đọc ngay, không trở về nhà nữa. Em càng đọc, nước mắt mẹ anh chảy như suối đổ. Tội nghiệp con tôi,
Lời cuối cùng em nghe mẹ anh nói như vậy. Trong vòng một tuần, tin tức từ chiến trường gần như ở xã ai cũng biết. Anh em ở thôn mình cùng đơn vị với anh bị thương đang nằm ở Pleiku, Đà Nẵng báo tin về. Gia đình họ liền thăm. Mẹ anh lo lắng vì họ nói rằng anh là lính trinh sát, gian nan nguy hiểm hơn họ nhiều. Mẹ anh khóc nhiều lắm, nhiều lúc em động lòng cũng khóc theo. Gia đình anh và cả em đều biết anh nói dối để em và gia đình an tâm. Những người thăm con về, họ nói chiến trường Campuchia khốc liệt lắm, nhưng sao anh vẫn thấy bình thường là sao? Nhiều lúc em cũng giận anh ghê, sao anh không nói thật để em cùng gia đình chia sẻ với anh. Những gian nguy của chiến tranh lửa đạn, em không giúp gì được cho anh, nhưng tình yêu của em dành trọn cho anh, như dòng suối mát chảy trong hoang địa và sa mạc, như lời anh nói khi chia tay với em khi nào kia mà. Mỗi lần nghe tin có thư anh, bác Cành, chủ tịch xã đều xuống nhà xin lá thư của anh để đọc trên hệ thống truyền thanh của xã, động viên tinh thần của thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Tôi dựa lưng vào hố cá nhân, ngửa mặt nhìn trời. Ánh trăng sáng vời vợi, dịu dịu rọi qua những thân cây khộp trơ trọi. Những cơn mưa lại đến và sức bật của mầm xanh trỗi dậy. Đời vẫn là màu xanh dù cho lửa đạn em ơi. Người lính em yêu sẽ trở về với em, với dòng sông hoa trắng của quê mình. Đi vào giấc ngủ chập chờn, hình bóng anh em lại hiện về. Tất cả anh em dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Đêm nay sao dài vô tận. Qua một đêm dài như bất tận tại trận địa, đội hình lại tiếp tục lên đường. Sáng ngày 9 tháng 1, đội hình trợ chiến của chiến dịch và sư đoàn dưới sự hỗ trợ của E-29 hành quân tiếp cận với E-95. Những chiếc tăng và thiết giáp của E-574 lần lượt dừng lại phía sau chúng tôi chừng 50 mét. Những anh lính tăng ngồi trên xe nhìn chúng tôi có vẻ tư lự. Tôi bước đến chưa kịp hỏi gì thì anh pháo thủ ném cho gói thuốc Đà Lạt và hỏi: hôm qua đánh dữ lắm phải không? Tôi mất ba thằng đồng hương rồi, anh này dân mộ Đức Quảng Ngãi. Tôi thuật lại cho anh diễn biến trận đánh, trông gương mặt anh có vẻ buồn lắm. Tại sở chỉ huy E-95 có cuộc họp phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị và đội hình hành tiến về thị trấn Chehep như sau: tăng C2, thiết giáp C4, tăng C3, xe sửa chữa tăng C2, dê bộ binh 2, dê bộ binh 3, trợ chiến E-95, pháo binh và dê bộ binh 1. Tôi và ba trinh sát F đi trên chiếc tăng đầu tiên cùng anh thông tin PRC-25. Khi giao nhiệm vụ cho tôi, tham mưu trưởng E-95 có nói là luôn theo dõi mức hành tiến, xác định các tọa độ dọc hai bên đường để khi cần là gọi báo ngay. Khi đến Chehep, tôi mới biết là có một đơn vị pháo vẫn còn ở trận địa ngày 8 tháng 1 do E-29 bảo vệ và sẵn sàng chờ lệnh. Khoảng 8 giờ đội hình xuất phát. Nắng đã lên và đường bụi mù khi xe chạy qua. Hơi thở chưa kịp ra khỏi mũi, khỏi miệng, hình như đã bị rút kiệt hơi nước làm cho đặc lại. Bụi đất chỉ chưa há miệng ra là đã tràn vào, nên giọng nói cứ lao khao, ram ráp. Hai bên đường phần lớn chỉ còn các loại cây họ dầu lá rộng, rụng lá vào mùa khô, xen kẽ là những cụm bằng lăng trắng. Đang là thời kỳ cao điểm của mùa khô, rừng khộp trụi lá ngỡ như là rừng chết, không còn thấy màu xanh, chỉ thấy những thân cây sần sùi xám mốc, những cành nhánh khẳng khiu trơ trụi lá và nắng như đốt bỏng da người, bởi sắc vàng lấp lánh miên man khắp cánh rừng, bởi những chiếc lá vàng rụng chấp chới ngập ngừng trong nắng nghiêng ban mai. Xe vượt qua những vùng khô cằn bỏ hoang,
mặt đất là các loại cỏ, lè và cây con mọc dày đặc. Cỏ cháy vàng sụm, khô giòn từng đồi, từng cánh đồng nhìn mà nhức cả mắt. Khi còn ở xã XP, những cánh rừng khộp mới ngày nào còn mơn mờn, tươi xanh. Trên đường đi trinh sát địch, vẫn dừng chân trên các bờ suối của cánh rừng khộp mà nghỉ. Thế mà giờ đây, chỉ sau vài tháng, những cánh rừng khộp như vừa qua cơn bệnh trọng. Rừng khộp có lẽ là nơi cảm nhận được hết cái khốc liệt của mùa khô. Suối trơ đáy, gió hình như không thể đến được nơi này. Anh xạ thủ trên tăng luôn quan sát hai bên đường, tay đặt vào súng, mặt như đanh lại, thỉnh thoảng đưa cho tôi bi đông nước của anh. Tôi cũng tranh thủ làm vài nắp cho đỡ khô họng. Súng máy M113 bắn vào hai bên đường liên tục. Anh em bộ binh cũng bắn cầm chừng những nơi nghi vấn và cả tuyến đường đến chợ hẹp. Chúng tôi không gặp sự kháng cự của địch. Khoảng 11 giờ trưa, chúng tôi đến thị trấn chợ hẹp. Khi cách chợ hẹp khoảng 2 km, tôi nhìn thấy bên vệ đường có bóng người dân đứng cạnh đường. Tham mưu trưởng E95 lệnh cho trinh sát nhảy xuống xe cùng với Z3 bám theo hai bên đường, yểm trợ cho đội hình tiến vào thị trấn chợ hẹp. Men theo vệ đường cùng các anh em C9, tôi gặp một gia đình người dân gồm hai vợ chồng và hai đứa con. Khi gặp chúng tôi, người chồng khoảng 50 tuổi khóc một cách đáng thương, như chưa bao giờ được khóc. Ông nói tiếng Việt trong tiếng nấc: "Tôi chờ bộ đội mình mấy năm nay rồi." Ông chỉ vào hai đứa con nhỏ cũng khoảng trên dưới 10 tuổi và nói: "Giống nòi của mình đó các chú." Chúng tôi nhìn hai đứa nhỏ mà lòng xúc cảm khi nghe hai chữ giống nòi. Con cháu dòng giống Lạc Hồng mà như những con ma đói, thề lương như thế này sao? Ông năn nỉ cho gia đình ông đi theo bộ đội, vì nếu ở lại, chúng biết ông là người Việt, chúng nó sẽ giết. Và chúng tôi cho ông đi theo ở phía sau cuối đội hình C9. Thị trấn chợ hẹp thì không sung túc bằng nếu so với Thala, nhưng cũng là một thị trấn khá lớn, với những dãy nhà và các con đường ngoằn ngoèo trong phum. Trong phum, dân tụ tập khá đông, chắc khoảng 1.000 người. Và nhìn người dân ở đây, chúng tôi mới có khái niệm về đất nước bị diệt chủng, cũng như sự diệt vong của một dân tộc. Trước mắt chúng tôi là những con người sao? Làm sao tin họ là những con người của thế kỷ 20 nổi đây? Những thầy ma chờ chết không hơn không kém. Những con người chỉ còn da bọc xương, còn mắt to hơn cái bụng. Trên thân hình, những làn gân xanh nổi lên. Phụ nữ với những đôi mắt đẹp, đượm vẻ buồn man mác. Những đứa trẻ con nhìn cái đầu mới biết các em là người. Qua tiếp xúc với gia đình, người dân khi nãy, chúng tôi biết được hoàn cảnh của ông như sau. Ông là người dân Long An, qua Phnom Penh làm ăn buôn bán, sau đó trôi giạt về miền Nam Campuchia làm nghề đánh cá trên biển Hồ. Cưới một người phụ nữ Việt Nam dân Hồng Ngự, sinh được hai đứa con. Thời Lơ Nô tàn sát dân mình, ông trốn lên Pravihia sinh sống. Bà vợ người Việt bị bệnh chết năm 1974. Ông nuôi hai đứa con. Năm 1977, Anka cưới vợ cho ông, và người vợ chúng tôi gặp là người vợ Campuchia, kém ông khoảng 20 tuổi, nên bà không biết nói tiếng Việt. Nhìn kỹ hai đứa trẻ, chúng là mang hình dáng của người Việt, vẫn còn nét đẹp giống người mẹ miền Tây Nam Bộ. Chỉ có điều, nhìn thân xác kia, không ai có thể tin là giống nòi Lạc Hồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương 5 phần 2, ký ức của một người lính trinh sát sư 307 của tác giả Võ Văn Hà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các video tiếp theo.